Bay. Oxide bay. Oxide bay tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước. Acid. Oxide acid. Oxide acid tác dụng với dung dịch kiềm tạo muối và nước. Ủa, vừa nãy mới thấy kim loại với oxy dần là oxide bay xong. Nó tác dụng được với cả dung dịch axit và kiềm. Ví dụ nè. Tại sao lại vậy? Ai biết đi mà hỏi nó. Cái này có phải oxide không nhỉ? Ờ ha, Google nó bảo là oxide đó. Còn gì nữa không? Oxide bay trung tính chả tác dụng với thằng nào. Vậy, dẹp nó đi. Bài hôm nay hết rồi à. Có vậy thôi. Mấy cái oxide ngoài đời là cái gì vậy? Đây oxide sắt để lâu oxygen ngoài không khí tấn công nó. Về thật anh, đây là cái loại tinh thể mà một trong loại tinh thể phổ biến nhất trên trái đất. Thì em xếp nó qua một cái ngăn riêng. Cái này là gần như mình có thể được tìm thấy rất nhiều vị trí ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Ứng dụng của thạch anh là cái gì đó? Dạ, thạch anh thì ứng dụng nếu mà trong quang học người ta dùng để làm lăng kính rồi. Nếu mà trong về điện người ta dùng hiện tượng áp điện. Nhưng mà tuy nhiên ngày xưa thì vào thế kỷ 20 thì người ta mới dùng thạch anh tự nhiên thôi. Còn bây giờ là để người ta đạt một chất lượng tốt hơn nên người ta sử dụng thạch anh nhân tạo. Ngoài ra thì trong đồng hồ của mình cũng có cái thạch anh. Nó là dao động thạch anh. Cái độ nhạy, độ nhạy của nó rất là cao. Đó, ok. Ứng dụng của nó vừa rồi là mình thấy làm cái gì nhỉ? Quang học chị. Quang học. Lĩnh vực quang học, lĩnh vực áp điện. Rồi thậm chí là nếu mà làm những cái gọi là chống trầy xước thì nó vẫn làm được. Đây luôn đúng không? Nó xịt tay. Từ trên hết ba cái đều là thạch anh hết. Nguyên cái tủ đó thạch anh. Nguyên cái thạch anh. Rồi tiếp theo sẽ. Bà ăn trầu là cả một bầu trời hóa học. Calcium oxide hay còn gọi là vôi sống. Để trong nước thành CaOH 2 lần. Phản ứng này rất nóng nên người ta sẽ để nguội đi. Trong quá trình nguội, CaOH 2 lần sẽ hút khí CO2 để thành muối và nước nên vôi ăn trầu là hỗn hợp của hai chất này. Đọc mấy cái này làm sao? Copper oxide. Calcium oxide. Iron 3 oxide. Carbon dioxide. Sulfur dioxide. Sulfur trioxide. Phosphorus pentoxide. Aluminum oxide. Zinc oxide. Nitric oxide. Carbon monoxide. Nitrous oxide. Má ơi, đây chính là bóng cười nè. Tôi đã thấy nó ở trên báo. Oxide base thì làm được gì? Nó tác dụng với axit để tạo muối và nước. Nhức cái đầu lâu quá. Muốn tạo oxide base thì làm sao? Để ngoài không khí. Thế oxide base nhúng vào nước có gì vui không? Chúng rất thích điều này. Đứa nào tan được sẽ tạo thành dung dịch kiềm.
còn không tan thì cứ lù lù trong nước. Hai loại oxide này có trộn với nhau được không? Có, chúng khá thân thiết. Oxide acid thì mần được cái gì? Nó tác dụng với dung dịch kiềm để tạo muối và nước. Thế oxide acid có tác dụng với acid không? Oxide acid chứ không phải oxide lưỡng tính nha bà già. Tạo ra nó bằng cách nào? Để các nguyên tố phi kim ngoài không khí thôi, nhưng cần đốt chúng lên. Có rất nhiều trong khí thải công nghiệp. Thật không may, các khí này có thể tan trong nước và tạo ra những cơn mưa acid. Oxygen hay tấn công các chất nên cách bảo quản là sơn phủ chúng. Mình phải nhớ từng này phản ứng à? Nếu bà hiểu nguyên lý thì cũng dễ nhớ. Không nhớ được thì mai mốt tra Google cũng được. Mấy này tôi tra Google chứ đâu. Khi nào thì bài học kết thúc vậy? Giờ nè. Tuyệt quá, túng cái kiến thức dùng mình được không? Oxide là hợp chất hóa học gồm hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố oxygen. Công thức tổng quát có 4 loại: oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính. Tính chất của mỗi loại. Bài học đến đây may quá hết rồi. Giờ mình an nghỉ đây. Giờ ông có bài tập nào thực tế hay đi thi nói tôi đi. Chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ đến với một bài toán rất là thực tế. Đó là trên một con đường thì có một chiếc xe chở axit H2SO4, nó gặp tai nạn. Lượng axit đổ ra trên đường là 100 lít, có nồng độ là 10 mol. Sau khi mà thu dọn tất cả mọi thứ rồi thì người ta án chừng khoảng có 20 lít. 20 lít dung dịch H2SO4 nó thấm vào đất và không thể thu hồi được. Họ nghĩ rằng là bây giờ chỉ còn cách là có một cái lượng CaOH 2 lần để trung hòa cái lượng axit này ở trong đất thôi. Và họ sẽ dùng CaO. Vậy thì họ cần bao nhiêu kg CaO ở đây? Thì đầu tiên chúng ta vẫn là cái bước gạch chân những cái từ quan trọng ha. Chúng ta có axit H2SO4 này, 100 lít và nồng độ 10 mol. Vậy là C ở đây là C mol của H2SO4. Ở đây là V1. Rồi ở đây cũng có một cái thể tích là V2. Đây là, lượng H2SO4 trong đất CaO để tạo ra CaOH 2 lần để trung hòa. Và họ cần bao nhiêu khối lượng CaO? Đây là cái bài toán hỏi về khối lượng CaO. Vậy thì chúng ta sẽ tưởng tượng cái câu chuyện là như thế này. Trung hòa đúng không? Trung hòa cái gì? Hai cái thằng này trung hòa với nhau nè. Mình sẽ có phương trình phản ứng là CaOH 2 lần cộng với H2SO4 cân bằng nha. Cân bằng chưa? 4 rồi, ok. Vậy thì cái CaOH này lấy ở đâu? Nó chính là CaO của chúng ta, oxit của cái chúng ta đó, oxide cộng với lại nước. Nào, chúng ta sẽ cân bằng. Nó cân bằng sẵn luôn rồi. Bây giờ thì người ta đang xử lý cái con này đây. Vậy thì cái lượng này các bạn biết không? Nó chính là V1 hay V2? Đó chính là V1 nha. Chúng ta sẽ có công thức kinh điển là C mol bằng nồng độ chia cho thể tích. Vậy suy ra ở đây, chúng ta sẽ có số mol của H2SO4 sẽ bằng V1 hay V2 các bạn? V2 nha. Sẽ là 10 nhân với 20 bằng 200 mol. Ở đây là 200 mol này. Vậy ở đây cũng sẽ là 200 mol ha, tỷ lệ 1:1 đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là 200 mol luôn. Và ở đây cũng là 200 mol. Vậy thì lúc này cái khối lượng của CaOH nó sẽ bằng MCaO sẽ bằng là N nhân với khối lượng phân tử. Nó sẽ bằng là 200 nhân với CaO của chúng ta là 40 cộng với 16 bằng, tính toán thôi, chúng ta sẽ được 11.200 gam. Các bạn nhớ đây là đơn vị gam ha.
mình sẽ đổi thành bằng 11,200 kg. Vậy thì chúng ta đã xử lý được bài toán. Like, share bài dùm mình nha.